Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai hiện có 5 chi hội với 388 hội viên. Xác định học và làm theo bác bằng chính công việc hàng ngày, hội đã xây dựng chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của hội. Từ đó, việc học tập và làm theo bác đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân. Nắm bắt cơ hội về thị trường rộng mở, Hội viên Phạm Văn Mạnh, tri hội thôn Cổm Hạ đã quyết định đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Trang trại của gia đình ông thường xuyên duy trì trên 60 con trâu, bò, ngựa, doanh thu hàng năm đạt từ 500 đến 600 triệu đồng. Đồng thời tạo việc làm cho hai lao động với lương bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Học tập theo tấm gương của bác thì thứ nhất là bà con ở trong thôn phải đoàn kết, đùm bọc nhau, giúp nhau làm kinh tế. Như lời bác nói là phải ai cũng có cơm ăn áo mặc để xóa đói giảm nghèo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã Đồng Tuyển. Nhiều mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả, kinh tế cao có triển vọng phát triển như trồng nấm, nuôi lợn rừng, nuôi ốc nhồi, nuôi rúi. Tuyên truyền cán bộ viên sản xuất kinh doanh giỏi qua những các cái buổi tuyên truyền và thực hiện thì đã xuất hiện những cái tấm gương điển hình mức sống được nâng cao. Hội nông dân xã Đồng Tuyền có 108 hộ được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 10 hộ đạt tiêu chí cấp tỉnh, 3 hộ đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương bằng những việc làm cụ thể thiết thực việc học và làm theo bác của hội nông dân xã đồng tuyển đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên nông dân thiết thực đóng góp vào mục tiêu sớm đưa đồng tuyển đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao